Xin kính chào quý bà con cô chú và các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Mình là Thượng Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục về Châu Phú để giới thiệu với quý bà con một cái cây mai tàn chơi Tết của anh Thành ở Châu Phú đó các bạn. Thì mình cũng nghe cái sự thông báo của anh, thì mời quý cô chú và anh chị cùng mình giao lưu với anh Thành Châu Phú nha. Rồi, xin chào anh Thành ơi. Chào anh Thận ơi. Dạ, hôm nay nghe anh Thành thông báo là có giới thiệu giao lưu cho bà con chú bác đó một cái cây mai tàn chơi Tết của anh đó, thì mời anh Thành chào bà con và giới thiệu nha. Dạ, em cháu xin chào cô chú, anh chị gần xa. Hôm nay em có cây mai tàn để chơi Tết. Dạ. Em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Rồi. Có gì không ủng hộ giùm cho em. Rồi, có gì sơ xuất thì mong bà con bỏ qua ha. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ mình mời anh Thành giới thiệu luôn. Đó, đây là cái cây mai tàn của anh Thành nha quý bà con. Mình ghi tổng thể cho bà con xem. Đó, cây mai tàn chơi Tết. Anh Thành ở Châu Phú muốn giới thiệu với quý bà con. Đó, cái tàn cũng rất là đều nha bà con. Thì anh Thành giới thiệu sơ về cái cây cho bà con anh Thành ơi. Cái cây này thì em mới đem về đêm hôm. Rồi. Mà tự nhiên phải không? Cây mai tự nhiên. Là cây tự nhiên. Tự nhiên ha. Người ta trồng tự nhiên. Rồi. Đó, mai thiên nhiên bà con chú bác. Đây mình ghi chi tiết cho bà con cái chi cành của nó nè. Nó bên trên nha bà con chú bác. Nó cho bà con hình dung cái tàn của nó nè. Đây là cái tàn thiên nhiên nha bà con, không có chỉnh sửa gì hết nha bà con chú bác. Đó. Đây, bên chính giữa, bên dưới nó là cái bộ chi cành đó nè. Đó. Cho bà con hình dung cái cây. Đây là cái cây mai tàn tự nhiên, thiên nhiên. Anh Thành mới lấy về đó thì đó, cho quý bà con giao lưu. Đây mình ghi cái bộ đế cho bà con coi. Đó, bộ đế thì nó cũng rất là chắc nha. Cái này anh Thành giới thiệu coi cái bộ đế nó mình dưỡng nó để chơi Tết hay sao anh? Bộ đế này thì theo như em cháu là còn làm xuống được nữa, nhưng rồi. Mà không có dám làm rồi. Tại vì để dưỡng cái bộ tàn với lại cho nó có sức nó dưỡng nút lên ha. Còn chơi Tết cô chú anh chị mà có ấy về chơi thì còn moi xuống được nữa. Chơi đợt Tết này rồi mình làm lại ha. Để nó là lực để rất to ha. Rất to, cầm tay nè, gãy này cũng vậy nè, bằng cầm tay không á, gãy này gãy lực không à. Mình đi một vòng cho bà con hình dung cái bộ đế nó nha bà con ơi. Đó, đây cái đế nó bà con ơi. Có một thân một cốt nha bà con chú bác. Mai tự nhiên, đó, mai thiên nhiên ở vườn mới bứng về. Đó, muốn giao lưu cùng quý bà con, cô chú. Đó, mình đi một vòng đó, cho bà con hình dung nè. Gãy nè, lực bằng cầm tay không. Đế rất là to nha bà con. Đây lên trên nó có một cái nó chia ra nhiều cái tay lên trên nha bà con. Đó, như là chia ra năm cốt ở trên nha bà con. Đây chi tiết cho bà con lại coi lại cái bộ đế nó nè. Đó, rồi mình lấy tổng thể ra cho bà con xem cái tàn của nó. Mình đi đứng ở xa xa lấy lại cho bà con xem. Đây bà con ơi, đây cái bộ tàn của nó nè. Đó, xin nhắc lại là đây là cái cây mai tàn tự nhiên nha bà con, không có chỉnh sửa gì hết. Đó. Đây còn vấn đề mà nút thì bà con khỏi lo nha bà con. Đó, nút rất là nhiều nút luôn, rút đều hết. Đó, mình ghi đại diện cho bà con coi mấy cái chi cành nè. Đó, nút là đều hết nha bà con. Bà con khỏi lo về vấn đề về nút. Nút nó nhiều lắm. Tết này là cũng chơi được Tết đó nha bà con. Đó, cái bộ tàn là tàn tự nhiên. Đó, anh Thành lần đầu tiên giao lưu với quý bà con, muốn quý bà con ủng hộ và giao lưu với cái giá hữu nghị. Thì bây giờ mời Thành vô lấy thông số đi Thành ơi.
đó, lấy thông số để bà con hình dung cái cây mai tàn của mình nè. Rồi cái vị trí đó bao nhiêu Thành ơi? À, vị trí này 49 anh. 49 nha bà con chú bác ơi. Đó, vị trí đó 49 nha. 49. Rồi Thành đo thêm cái vị trí cái đế ở dưới đi. Đó, xích xuống dưới một chút cho bà con. Đo cái dòng lấy cái cũ nó cái. Rồi. Xích chút xíu nữa ha. Ừ. Rồi nhiêu báo luôn? Này 54 anh. 54 ha. Rồi 54 bà con chú bác ơi. Rồi thả thước dây đo cái bộ đế ở dưới đó cho bà con. Đó, ở đó, đó cho bà con hình dung cái bộ đế của cái cây. Nó chảy chảy ra. Ở đó khoảng nhiêu thông báo luôn. Này 120 anh. 120 ha. Rồi. Rồi đo cái chiều cao thoát thân từ cái bộ đế lên cái cành nè. Nó cho bà con ta hình dung nè. Đúng rồi, đó. Là khoảng nhiêu? 43 anh. 43 ha. 43. Đó, 43 bà con chú bác ơi. Thoát thân 43. Đó, đây mình lấy tổng thể cho bà con coi. Thành đo thêm cái hoành của cái chi đầu tiên đó cho bà con hình dung cái tai chi này nè, nó mấy cái tai chi đó đó. Đó mấy cái tai cành lớn đó. Lớn đó đó cho bà con hình dung đi. Này nó dính rồi. Đúng rồi, cứ đo vòng qua đó. Ừ, đó. Đó, bao nhiêu báo cho bà con để bà con hình dung. 23. 23 ha. Đó, khoảng hai mấy đó bà con ơi. Nó đều đều vậy đó. Đó mình lấy tổng thể đó cho bà con xem nè. Đó, cái dáng của em nó nghe bà con chú bác. Đó, xin nhắc lại là đây là cái cây mai tàn tự nhiên chơi Tết cho bà con giao lưu với bà con. Thành lấy thước cây thì là Thành đo cái chiều cao hao hao cho bà con hình dung đi Thành ơi. Coi cái chiều cao với cái tàn nó bao nhiêu để bà con biết. Đó, mình thấy nó cũng rất là cao nha bà con chú bác. Rồi khoảng nhiêu báo luôn Thành ơi? Nó 3 mét rưỡi ha. Đó, 3 mét rưỡi bà con chú bác ơi. Rồi hao hao cái tàn ngang luôn Thành ơi. Cái cây đó 2 mét rưỡi phải không? 2 mét rưỡi. Rồi đó. Cái tàn ngang nó khoảng tầm khoảng 3 mét. Cũng 2 mét mấy, 3 mét ha. Ừ. Đó. Đó. Hao hao cho bà con hình dung cái cây. 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi ha. Đó. Đây mình ghi chi tiết lại cho bà con xem cái bộ tàn ở trên nè bà con chú bác ơi. Nó rất là tự nhiên nha. Cái này là không có chỉnh sửa nha bà con chú bác. Đó, sao mà để y vậy. Về cho bà con chú bác nếu mà chơi cái đợt Tết này đó thì mình chỉnh sửa theo cái ý của mình. Chi cành là tự nhiên luôn, không có sửa gì hết. Đây chi tiết lại cho bà con cái chi cành. Rồi bộ đế bên dưới nè bà con chú bác ơi. Đó, chi tiết lại cho bà con coi. Đó, thì xin nhắc lại là anh Thành cũng là giao lưu lần đầu tiên với quý bà con để làm quen. Đó, thì anh Thành vô thông báo cái số điện thoại để bà con giao lưu nè. Rồi Thành cung cấp cái số điện thoại Thành ơi. À, số điện thoại của em cháu là 0822. Rồi. 466430. Rồi. Rồi có gì mình cứ để cái số của Thành ở góc trái màn hình ha. Thành có xài Zalo không? Có số đó, số Zalo. Rồi, số Zalo luôn nha quý bà con cô bác. Đó mình để cái số điện thoại của anh Thành ở góc trái màn hình thì có gì quý bà con cứ liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin. Đó thì bây giờ Thành muốn giao lưu với cái cây này cho bà con cô bác làm sao thì báo luôn ha. Em cháu xin giao lưu với lại cô chú anh chị, cây này là cũng giá mềm chơi Tết. Rồi. Cây này là 8 triệu rưỡi tại vườn. 8 triệu rưỡi ha. Rồi giao lưu với cô bác tại vườn. Còn nếu mà quý cô bác mà có cái cự ly ở xa đó thì cứ liên lạc với Thành ha để thỏa thuận cái chi phí. Đó, thì nếu mà quý cô bác mà ai mà có gần ở cái vị trí Châu Phú đó
thì An Giang thì có thể tới để xem trực tiếp cũng được. Đây mình ghi tổng thể lại cho bà con xem. Đây tổng thể lại cái cây đây bà con chú bác ơi. Đó, cái mai tàn mình cũng đứng xa xa ra để ghi cho bà con xem. Đó, tự nhiên nha bà con chú bác ơi. Đây ghi lại cho bà con xem cận cảnh những cái tay cành và nút của nó nghe bà con chú bác. Đó, nút thì đều tay hết. Đây, ghi bên dưới cho bà con xem. Đó, chi cành thân nè. Đây với lại là cái bộ đế ghi lại cho bà con hình dung. Đây nút cũng đều hết nghe bà con chú bác ơi. Nó nút đều tay hết trơn đó. Thưa các bạn, thì vừa qua anh Thành cũng có giới thiệu cho quý bà con một cái cây mai tàn của anh đó. Đó thì mời anh Thành chào bà con anh Thành ơi. Em cháu xin chào các cô chú anh chị gần xa. Em có mai tàn để chơi Tết, rồi có cô chú anh chị nào mà có hợp á thì giao lưu có ấy giao lưu liên lạc ha, liên lạc giùm em cháu. Rồi cung cấp số điện thoại lại anh ơi. Số điện thoại của em cháu là 0822 466430. Đó, cũng là số Zalo luôn ha. Dạ. Đó thì mình có để cái số của anh Thành ở góc trái màn hình đó quý bà con. Đó, quý bà con có nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Thành ha. Rồi vậy cảm ơn anh Thành đã giới thiệu anh Thành ơi. Đói, thưa các bạn, vừa qua mình cũng có giới thiệu cho quý bà con và cô chú cái cây mai tàn chơi Tết của anh Thành ở Châu Phú đó các bạn. Đó thì nếu mà quý vị và các bạn trong quá trình xem video đó thì có ưng thì cứ liên lạc với anh Thành nha. Và hãy có cái thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về chia sẻ những cái cây mai, những cây bonsai đẹp cho bà con giao lưu chơi Tết nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô chú ở những cái video clip sau.